Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết nhãn thức giới cho đến ý thức giới, lần lượt cũng vô sở hữu, nhãn thức giới cho đến ý thức giới vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu, vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói, đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc nhãn thức giới cho đến ý thức giới, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết nhãn xúc cho đến ý xúc, lần lượt cũng vô sở hữu, nhãn xúc cho đến ý xúc vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu, vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói, đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc nhãn xúc cho đến ý xúc, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc.